Hello, xin mến chào tất cả anh em. Ngày hôm nay thì em có test một con máy nâng tiếng rất là cao cấp và chất âm rất là hay của thương hiệu Lưới Acoustic anh em nhé. Đó là TD5000. Và test cho một khách thì bác ở Bình Định, và bác cũng đã chuyển khoản đủ cho bên em rồi, đó là 2 triệu. Và cái số tiền phải thu nó chỉ là 0 đồng anh em nhé. Lưới TD5000, ok chưa? Chuyển khoản đủ luôn 2 triệu anh em nhé. Đấy thì ngày hôm nay thì có test hàng để gửi cho bác các anh ở đây. Như anh em cũng đang nghe thấy về chất âm của dòng máy nâng tiếng, em có sử dụng với đẩy LT3006. Rất hay đúng không ạ? Anh em phải nghe với chất âm của loa Lưới Acoustic V12 anh em nhé. Dòng này thì nó nâng tiếng bass, nâng tiếng check lên rất hay. Nâng tiếng cho anh em luôn. Nhá này. Ok, anh em nghe thấy tiếng nó đã yếu đi rất nhiều đúng không ạ? Nó không còn cái độ chi tiết, không còn cái tiếng chiếc lẩy tanh tách, không còn những cái tiếng bass nó đánh xuống sâu uy lực nữa. Và cùng nghe qua nâng tiếng anh em nhá. Một sự khác biệt rất là lớn đúng không ạ? Dùng cho anh em có thể nâng cấp cho âm ly, anh em có thể nâng cấp cho vang, cho những bộ dàn karaoke của anh em rất là tuyệt vời. Nâng cấp cho những cặp loa sẽ cho ra những cái chất âm nó sẽ hay hơn anh em nhé. Rất hay đúng không ạ? Ở đây thì em có test cả luôn cả tiếng súp luôn anh em nhé. Súp này, hai cổng full này, ok chưa? Nhạc tín hiệu cắm trực tiếp vào nâng tiếng. Quá hay đúng không ạ? Ok, anh em đã thấy được rồi đúng không ạ? Và với những cái chức năng của cái máy nâng tiếng này thì em sẽ giới thiệu sơ qua cho bác khách và anh em cùng tham khảo và cùng biết anh em nhé. Đầu tiên đó là chuyển cổng tín hiệu đầu vào, anh em sẽ chuyển như nào. Ở đây thì nó sẽ có CS12 và Bluetooth Optical USB, có nghĩa là anh em sẽ nhìn thấy những cái này đúng không ạ? Khi nó nhả ra thì nó sẽ là sử dụng sang Optical Bluetooth USB. Anh em nhấn vào thì nó sẽ sử dụng CS12. Và đây đang sử dụng CS12 sẽ sáng đèn đỏ anh em nhé. Anh em này, nhấn nhả này. Ok, nó sẽ chuyển sang Bluetooth Optical cho anh em đây. Và phần phía dưới là đang ở Bluetooth anh em nhé. Chuyển tiếp Bluetooth Optical hay là USB, anh em sẽ dùng một cái nút này, nó hướng dẫn trên mặt này. Và anh em nhấn chuyển này, nó sẽ sang Optical đúng không ạ? Sang USB và sang Bluetooth Optical. Đấy, anh em có thể chuyển sử dụng thoải mái luôn anh em nhé. Ok chưa? Những cái cổng nào, ví dụ anh em sử dụng cổng USB, đó là cổng USB này, anh em có thể chuyển sang USB. Sử dụng Optical cổng quang thì anh em sẽ nhấn chuyển sang cổng quang. Còn anh em sử dụng cổng CS12, anh em nhấn cái nút chuyển cổng này vào. Ok chưa? Đấy, lúc này thì nó sẽ có đèn nháy sáng, đèn báo này. Đây là đèn báo tín hiệu luôn anh em nhá. Những cái LPF anh em sẽ ăn từ 100Hz hoặc là 50Hz. Nhả ra sẽ là 50Hz. Đây, nhả ra thì đồng thời cái LPF1 này, đấy là kênh channel 1, nó sẽ là off này. Nhấn vào sẽ là on anh em nhé. Ok chưa? Tương tự bên này cũng vậy thôi. Đấy, có channel 2, nhấn hay nhả của anh em có thể sử dụng. Ok. Nếu anh em mà nhiều tiếng bass nó ù quá thì anh em lên ấn vào. Và anh em mà thiếu tiếng bass thì anh em nên nhả ra để nó ăn từ 50Hz, thì những giải bass trên loa full của anh em nó sẽ được nhiều hơn. Tiếp theo, bypass in out. Đây, bypass này nhả ra thì sẽ thành out này. Nhấn vào sẽ thành in, nó là qua nâng tiếng hay là không qua nâng tiếng. Thì anh em hãy nhớ là sẽ là ấn in vào cho em nhá. Còn đây là pha của súp. Đây, 180 độ. Ok chưa? Ok. Và tiếp theo sẽ súp sẽ cắt từ 40 lên tới 220. Đây là bát vôn anh em nhá. Cắt tần của lo súp, vôn to nhỏ của lo súp ở đây, đúng không ạ? Và tiếp theo về những cái phím sử dụng các cái chiếc app này sẽ là Loud Mic, Tune Preset và High Mic. Anh em thể biết rồi, bát trung check để cho anh em thể sử dụng. Con này thì Bluetooth 5.0 anh em nhá. Bắt sóng Bluetooth rất là tốt và rất là xa. Đấy, anh em cùng nghe lại với chất âm của nó. Rất hay đúng không ạ? Giá chỉ có 2 triệu thôi. Đây là một trong dòng máy nâng tiếng rất hay và rất là cao cấp luôn anh em nhá. Rất ok rồi. Thì test kỹ cho bác khách, đó là hai kênh sử dụng ra chất âm bình thường là ok thôi, không có gì cả. In out anh em đã có thể thấy rồi. Thì ok, rất cảm ơn bác khách này cũng đã tin tưởng chuyển khoản đủ cho bên em, đó là 2 triệu đồng rồi. Và bên em thì bao ship tặng dây rắc với dòng sản phẩm này. Đấy, thì nhận hàng bác không phải thanh toán cái gì cả, mà hàng test rất kỹ cho bác. Ok,
chào tất cả anh em và hẹn anh em vào các clip lần sau. Có nhu cầu mua hàng hãy nhớ liên hệ trực tiếp với số máy góc dưới màn hình anh em nhá. Chào tất cả anh em ạ.